Và trong cái catalog lúc đó 2014 là không 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 nhìn thấy cái dòng nào về trà Việt Nam cả. Đó. Thế thì nói chuyện là Paladucci, tức là đến cái nhà trà đó thì họ họ tìm mãi và họ bảo à, họ có một loại trà Việt Nam không có trong catalog nhưng mà có trong kho đó. Và sau đó họ khai là 2007 do cái trà rừng nó giá nó cao nên họ có nhập trà Việt Nam, nhưng mà sau đó thì họ họ khó bán cho nên là họ vẫn còn trong kho đó. Đấy đấy là cái tình trạng 2014, tức là đây khoảng độ 8 năm đó. Thế tất nhiên là sau đấy thì chúng tôi cũng cũng đi tìm hiểu và làm việc đầu tiên là chạy sang Trung Quốc, tức là cũng phải học xem anh bạn hàng xóm anh làm thế nào, làm sao mà bên đấy là trong cái catalog nào của nhà trẻ cũng khoảng cỡ ít nhất là 1/3 là của Trung Quốc đó. Và cũng từ đấy cũng báo cáo anh chị là rất nhiều nhà sản xuất trà mình bắt đầu làm những loại trà hồng trà, trà trắng, đấy cái trà tiên và trà đôi rồng nó cũng bắt đầu từ lúc đấy đấy bác Dũng ạ. Đấy, tức là về nói chuyện với tất cả sản xuất tìm xem nó có loại trà ngon nào, ông giới thiệu tôi cái để tôi gửi xem là xem người ta có chấp nhận không. Đó. Và đấy trong vòng đấy năm cũng cũng sản xuất và thuyết phục, thì cuối cùng thì đấy như chị Hằng thấy là ít nhất cũng một vài loại trà xuất hiện một cách đàng hoàng ở trên catalog của Blackberry hay là của Mindfair. Đó. Và cũng có một số nhà trà thì bây giờ người ta đã có khoảng độ một trang rồi trên catalog, hoặc là thậm chí người ta phối hợp với mình để người ta làm catalog riêng cho trà Việt. Đó. Tức là người ta khá khá tin tưởng là Việt Nam là có trà ngon. Thế nhưng mà nếu mà khi mình nhìn lại và như bác Dũng có nói chuyện vừa rồi ấy, hóa ra là chúng ta nếu mà gọi là trong ngành trà thì chúng ta là rất thua kém với tiền nhân. Các cụ nhà mình là có văn hóa trà rất là độc đáo đúng không, và làm rất sâu đến đến đồ trà. Bác Dũng ở trong miền Nam thì bác cũng nhìn thấy rồi, tức là phần lớn các cửa hàng trà là bây giờ đang bán đồ trà là từ Trung Quốc đúng không. Tìm những cái trà cụ Việt Nam ở các cửa hàng trà Việt Nam bây giờ ở Sài Gòn Hà Nội là cũng rất là hiếm đó. Thế mà nếu mà nhìn vào thì hóa ra các cụ nhà mình hồi xưa là làm trà rất sâu, uống trà là phần lớn là uống trà Việt là chắc chắn rồi đúng không. Đấy vậy thì cái một cái thông điệp ở đây nữa cũng là nó không chỉ là trà hữu cơ, trà sạch và hãy uống trà như là thuốc đâu, mà chắc chắn là chúng ta nên phát động một cái câu chuyện là tìm cách để các nhà trà Việt Nam là bán trà Việt và trà cụ Việt Nam một cách tự hào đúng không. Đó. Và chắc chắn là câu chuyện là văn hóa trà Việt Nam nó không chỉ dừng ở trà nô đúng không Dũng? Đó, nó rất sâu, nó rất sâu và chúng ta đáng tự hào là trà Việt rất ngon. Đó. Tất nhiên là bây giờ là với tài liệu của bác Dũng thì chúng ta có thể nói rằng là trà Việt Nam là một trong những kỳ tổ đầu tiên của ngành trà thế giới, thế là chắc chắn rồi. Thế nhưng mà chúng ta cần phải chứng minh được rằng là trà Việt rất ngon nữa, là và là một có thể tự hào là một trong những cái sản phẩm nông nghiệp Việt Nam là sánh ngang được với những cái loại sản phẩm ngon nhất của thế giới. Đó. Thế thì chúng tôi cũng muốn đứng ở đây để có một một cái chia sẻ nữa, giống như chị Hằng hỏi về cái chuyện ghosting, thì cũng xin báo cáo thế này, tức là trong cái Hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam á, thì chúng tôi cố gắng tập hợp được một nhóm các nhà sản xuất, chủ yếu các nhà sản xuất nhỏ thôi ạ. Hiện nay thì các nhà sản xuất lớn Việt Nam là còn đang nhảy vào một cái sân gọi là sân vào làm chè gọi là commodity, tức là bán nguyên liệu. Đó. Thế thì trong vòng 7, 8 năm, 10 năm vừa rồi thì chúng tôi cũng tập hợp được một nhóm các nhà sản xuất mà chủ yếu là các anh em là người các dân tộc Tày có, Thái có, người Mông rất nhiều, người Cao, người Bà Thèn, người Thái đó. Thế thì các nhóm nông dân đó và bây giờ là hình thành các hợp tác xã nông nghiệp rồi. Nhỏ thì độ vài chục người, thì còn lớn là cũng đến khoảng độ 3 đến 400 hộ dân trong hợp tác xã. Đấy. Và có những vùng thì hầu như cả một vùng anh em họ tập hợp lại và thành một cái hợp tác xã, họ cả cái vùng đấy họ 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 khoanh lại làm thương hiệu cơ và làm thương hiệu đăng ký chỉ dẫn địa lý. Đó. Thế thì
Cái nhóm này thì tập hợp là hiện nay là khoảng độ hơn một chục các doanh nghiệp của chuyên hợp xã thôi, ở khoảng 7 vùng của Tây Bắc, 7, 7, 7 tỉnh Tây Bắc. Hiện nay là có Hà Giang, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Yên Bái. Đó. Và các anh em này thì thực ra thì cũng báo cáo thế này, tức là các nhà sản xuất thì rất ít cái sân chơi. Thế cho nên là chúng tôi cố gắng tập hợp anh em lại và tạo cho anh em một cái không gian để mà bắt đầu, ít nhất là bắt đầu giới thiệu được mình. Đó. Và cái này thì là lúc đấy anh Hoàng có nói câu chuyện về văn hóa, về về câu chuyện là giới thiệu sâu về văn hóa trà. Về mặt marketing thì phải nói thật thế này, tức là cái chuyện mà đưa câu chuyện vào là một cái cách để mà làm sao là trà nó tăng giá trị lên, đúng không? Nhưng mà chúng tôi đánh giá rằng là cái việc giới thiệu nhà sản xuất và giới thiệu các vùng trà Việt Nam có lẽ là trong một trong những việc rất quan trọng để mà khẳng định cái giá trị đằng sau của văn hóa trà. Đó. Và để làm việc ấy thì chắc chắn là chúng ta cần phải giới thiệu những người sản xuất nghiêm túc và những cái vùng trà, mà cũng phải thưa thật với các anh chị ở đây là chúng ta có rất nhiều vùng trà ngon. Chúng ta có khoảng 50 vùng trà, ít nhất là tiếng Pháp gọi là terroir đó. Đấy, tức là trà vùng, trà trà đặc sản vùng miền đó. Và hiện nay nếu mà với cái số lượng vùng trà ngon như vậy mà hiện nay chúng ta phần lớn người Việt chỉ biết một hai vùng trà, vài ba vùng trà đến từ đầu ngón tay. Phần lớn chúng ta biết Tà Xùa, Suối Giàng, biết Tân Cương, đúng không? Đấy, thế nhưng mà những cái vùng trà như chẳng hạn như Cao Bồ chẳng hạn, hay là Nà Thác chẳng hạn, hay là Lũng Phìn chẳng hạn, không phải ai ai cũng biết. Nên bộ tự đặt ra cho mình, tức là rất muốn hỗ trợ các nhà xuất và cùng với cộng đồng là bắt đầu giới thiệu những cái vùng trà Việt, những vùng trà đặc sản Việt Nam. Đấy. Và đằng sau đấy thì thực sự là rất mong là các chuyên gia này, các nhà văn hóa vào cuộc. Bởi vì câu chuyện đằng sau nó rất là sâu. Bây giờ là trong trong cái bất cứ cái tài liệu nào mà giới thiệu cái vùng trà thế giới thì anh chị các bạn có thể đọc được cái thông tin cực kỳ sâu về các vùng trà, thậm chí cái vùng trà bé tí có vài hectare ở Trung Quốc hay là ở New Zealand, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tìm những cái tài liệu đó viết về cái vùng trà Việt Nam thì rất là rất ít. Khi mà tôi bắt đầu làm trà thì tôi mất khoảng 6 tháng để mà bằng xe máy, bằng tất cả phương tiện mà đi đến phần lớn các vùng trà ở Việt Nam. Đấy. Thế thì gần đây ấy, thì khi mà chúng tôi phải viết một cái tài liệu để giới thiệu về trà Việt thì cũng cũng xin thưa các anh chị và bác ở đây là không thể tìm được một cái tài liệu nào để mà viết tương đối đầy đủ về các vùng trà giống như mà các tài liệu mà chị Hằng sẽ thấy cái cách viết của các chuyên gia phương Tây, đúng không? Hay là người Trung Quốc họ viết về các vùng trà của họ. Đó. Thế thì giới thiệu qua về Bossy như vậy để nói là thế này, tức là Bossy thì rất là muốn đóng góp một cái nhóm sản xuất, đóng góp một cái phần công sức để chúng ta là tìm cách dựng lại cái ngành trà cũng như văn hóa trà để xứng đáng một phần với lại các cụ hồi xưa, có đúng không? Đấy. Nó thực sự đáng tôn vinh và thực sự là vĩ đại theo cái cách mà dân trà nhìn. Đó. Nhưng thứ hai thì Bossy cũng rất là mong được là hợp tác với tất cả các chuyên gia, với người yêu trà để mà đấy chúng ta bắt đầu phải dựng rất nhiều, chúng ta phải đặt từng viên gạch một. Đấy, từ những cái câu chuyện các vùng trà, từ cái việc tìm cách làm trà ngon, từ cái việc tôn vinh bằng cách là tổ chức các cuộc thi về trà, đúng không? Đấy, từ cái chuyện là cũng phải đưa những cái người mà yêu trà trên thế giới quay lại Việt Nam. Và đây cũng xin báo cáo là rất nhiều người uống trà thế giới là trước đây đã vào Việt Nam rồi và sau đó họ cũng thất vọng vì trà Việt vì nhiều cách đó. Cho nên rằng là cái chuyện đưa người yêu trà thế giới quay lại Việt Nam cũng lại là một câu chuyện cũng rất là nhiều tập ở đây đó. Và nếu mà đúng là nếu mà chúng ta có những người như bác Dũng hay anh Hoàng, đúng không,
viết sâu hơn, tiếp tục kể câu chuyện, tiếp tục mà xây dựng với cộng đồng, mà không chỉ yêu mà có những hành động rất là thiết thực cho Trà Việt. Thì tôi cũng hy vọng là chắc là chỉ độ 5-10 năm nữa chúng ta sẽ có một cái cộng đồng Trà Việt, và có cái văn hóa Trà Việt nó rõ nhất. Đó. Cái này thì cũng chia sẻ là và chắc cái này là bác Dũng Hoàng Hoàng có thể sang Trung Quốc nhìn rồi. Sang Pháp thì cái ấn tượng về các cửa hàng trà thì quá rõ. Đó. Nhưng mà dù sao thì là không nhìn thấy nhiều cái văn hóa uống trà. Nhưng mà sang nhìn cái quán trà bên Trung Quốc thì sững sờ luôn. Vâng, một cái quán có thể ở Việt Nam ấy thì là mọi người vẫn kêu là quán bia nhà mình mà sao đông thế, đúng không? Thế bây giờ cứ tưởng tượng là có một cái quán trà bằng khoảng độ 5 đến 10 lần một quán bia như vậy ở Trung Quốc. Và người ta cũng uống nườm nượp như vậy. Đó, từ sáng đến tối. Chứ không phải như quán bia Hà Nội là chỉ có chiều đâu. Thế thì mới thấy là cái người đấy, người Trung Quốc tức ngay bên cạnh mình thôi, và nói như bác Dũng là thậm chí trước đây người ta có biết trà bằng trước mình đâu, đúng không? Mà bây giờ nhìn họ uống trà, họ thưởng trà, nhìn họ những cái hội chợ trà đến hàng ngàn ngàn quầy. Một hội chợ trà mỗi tháng là một cái hội chợ họ tổ chức ở một tỉnh. Một cái hội chợ đó khoảng độ 2-3 ngàn quầy. Đó. Và tổ chức khoảng 4-5 ngày mà khách lúc nào cũng xếp hàng vào. Xếp hàng vào theo hàng ra, nườm nượp như vậy. Đó. Tức là chúng tôi cho rằng là nếu mà chúng ta đi đúng cách, nếu chúng ta tôn vinh trà đúng cách, đúng không? Thì trà sẽ quay lại một cách đàng hoàng ở trong văn hóa Việt Nam và trong cái cuộc sống hàng ngày. Đó, nó là sẽ là một cái loại thảo dược rất là quý. Đó, là trà sạch. Nhưng mà thứ hai là chắc chắn nếu mà ở cái tầm cỡ mà chúng ta ít nhất là chúng ta làm được như bạn láng giềng thôi, đúng không? Thì chắc chắn trà nó là cái sản phẩm rất là quý và cái văn hóa trà sẽ rất là tuyệt vời. À, thì cái chia sẻ vừa rồi thì tôi nghĩ rằng là cái này cũng đã 10 giờ rưỡi rồi. Đấy thì chắc là chúng ta sẽ dành cái phần cho các câu hỏi, có đúng không? Đó. Và rất cảm ơn bác Dũng và anh Hoàng chia sẻ thông tin như vừa rồi. Nhân đây tôi xin có một chút. À, cảm ơn anh Ngữ rất là nhiều. Dạ vâng. Mời bác Dũng ạ. Của anh Ngữ là rất đã suy nghĩ rồi, và hơn nữa là qua những bài của anh thì tôi cũng đánh giá rất cao cái công lao của Bosti đã đưa trà ra thế giới như thế nào. Tuy nhiên rằng là đây là tập đúng như nhiều người chúng ta hiện nay cái trà của chúng ta xin kém đi, tức là bắt đầu phải nói là từ chính phủ. Người ta thấy là hiện nay cuộc họp chính phủ còn ai uống trà đâu, cũng bắt đầu là câu chuyện đang buồn. Trong khi đấy thì rõ ràng là uống trà thì tốt hơn uống chuối. Hôm nay thực ra thì cũng bằng rất nhiều con đường chúng tôi cũng đã gọi là các quan chức và đã rất nhiều người đồng tình, cũng đã thậm chí có những người muốn đưa trà vào quốc hội. Thế thì tôi hy vọng rằng là một tay một chân thì chắc là sẽ cái gạt Việt Nam sẽ vào trong con mắt nhìn của tôi vào năm 2012 khi tôi xuất bản đầu tiên, và đến bây giờ là chuẩn bị tái bản, và rất nhiều người đặc biệt là giới trẻ hào hứng để đón chờ cái sách văn hóa Việt, thì tôi thấy đây là lòng ngưỡng mộ rất nhiều. Và nhân đây thì tôi cũng chỉ muốn nói thêm với lại Hoàng chú ý một điều là anh Hoàng vừa rồi nói, hình như là tôi có cảm giác anh nghĩ rằng là các cái dân tộc phía Tây Bắc ấy, thì không phải mình, đúng không? Tôi có cảm giác như vậy. Nhưng thực ra thì họ và chúng ta là một. Vì thực ra hiện nay chúng ta muốn tìm về cội nguồn, muốn tìm về thì chính là phải tìm ở các dân tộc Tây Bắc đấy. Vì thực ra là tất cả những cái cội nguồn của chúng ta còn nằm ở đấy rất nhiều. Hiện nay trong cái thành phần gọi là chủ yếu của người Việt đó, chúng ta cái cơ cấu người Việt vẫn là bốn cái nhóm chính, tức là Kinh, Mường, Tây, Thái là bốn cái cơ cấu dân số chính tạo nên người Việt. Thế và về xa xưa thì thực ra là trong sau này trẻ ra rất nhiều đấy, thì là thành ra các dân tộc thiểu số. Nhưng mà đặc biệt là ví dụ như là Kinh ở từ đâu ra thì chính nó là từ Mường xong rồi đến Kinh Mường. Thế rồi là Kinh thì có nghĩa là Mường thành thị thì thành Kinh, mà Mường
ở miền núi thì vẫn là vườn đấy, vân vân. Thế cho nên là chính hiện nay là văn hóa trà mà gọi là truyền thống của chúng ta là chỉ ôm ấp ở ở các cái dân tộc số đấy. Và cái điều thứ hai nữa là trong trà cụ hiện nay tôi có thể nói rằng là cố gắng chúng ta làm sao ít nhất ở đây chúng ta bắt đầu là thành viên và có cùng nhau mà phát triển nó lên. Ví dụ tôi nói về trà cụ, chúng ta có một bộ trà cụ cực kỳ độc đáo, đấy là một bộ trà mà các cụ vẫn nói là gọi là trà nhất bôi ngũ vị hương, tức là một ấm trà mà pha ra năm hương trà cực kỳ hay. Và đấy là một cái bộ trà cụ có thật, nhưng mà đến bây giờ chúng ta bị phôi vang. Hiện nay là tôi đang nghiên cứu để cùng phối hợp với một số anh em để mà làm lại cái bộ trà cụ này, là các cụ cực kỳ thông minh. Có nghĩa là một cái ấm trà thì để là pha trà mộc, nhưng mà năm cái chén úp trên năm cái khay chế ô thì ở đấy là có hương hoa, để khi mà có sức nóng lên thì cái hương hoa ấy nó lên và nó bắt vào các cái thành 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 chén trà, và khi mà rót cái trà mộc vào thì nó mang hương đấy. Đấy là những cái nghệ thuật cực kỳ hay. Hay là một cái bộ trà cụ mà gọi là bộ trà cụ gọi là thần kim quy, thì là khi nó làm cái tước trà mà khi rót trà vào thì chú rùa vàng nổi từ ở trong từ đáy cốc nổi lên. Tức là các cụ đã có những cái rất tinh tế về trà cụ như thế, thì hiểu rằng là cái nghệ thuật thưởng trà của ta cũng rất tinh tế. Và bên cạnh trà đấy là phải trà ngon, là không thể không ngon thì không bao giờ có được cái tinh tế như thế. Nhưng mà ở nhân đây thì tôi cũng muốn nói với lại các nhà sản xuất trà và anh giữ thế này, tức là hiện nay cái trà, cách uống trà của chúng ta là một cái trà sai, uống trà đậm đặc quá. Thứ nhất là về sức khỏe nhiều người không chịu nổi, tức là nói chung là người ta nghe đến trà Việt là người ta bổ ngửa ra là như thế, và uống như thế thì thực ra đấy là một cái cách uống khác để mà chống bệnh tật, chống cái lan chứng nhìn trùng của cái vùng Bắc Ngũ Quản Phủ. Chứ còn hiện nay uống trà là phải thanh thanh nhã, uống gọi là mềm mại, uống thoải mái, uống cả ngày không ra vấn đề. Cho nên là vấn đề là nhân đây thì có thể là có bối rối với các nhà sản xuất, thì nên chăng anh nữ có chú ý cái chuyện góp ý về thay đổi. Tất nhiên là có cái khu sản xuất trà để cho những người như vậy, còn để mà hòa nhập được thế giới chắc chắn chúng ta phải phải thay đổi. Chứ nếu cứ trà Việt Nam như thế này chúng ta không thể hòa nhập được thế giới đâu. Mà gần đây đấy, ví dụ như bạch trà, hồng trà, hay là những cái loại trà tám cánh, tây côn lĩnh vân 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 vân, hiện nay là tôi thấy những người nước ngoài sang Việt Nam là rất thú vị. Tất nhiên là vì nó quá đắt cho nên là có những cái rào cản, nhưng mà tôi nghĩ đắt không phải là vấn đề rào cản đâu, bởi vì rằng là anh bạn hàng xóm anh luôn luôn bán những cái loại trà rất ngưỡng và vẫn được. Hay là ví dụ sang Nhật thì chúng ta đành phải cắn răng uống trà rất bình thường nhưng mà giá cũng rất đắt đỏ. Chẳng qua đấy là câu chuyện của PR, câu chuyện của marketing, và cái này thì chắc là người Việt chúng ta phải cố gắng học để mà phát triển cái marketing của chúng ta là tương đối kém. À, xin cảm ơn bác Trịnh Quang Dũng. Thật ra qua câu chuyện mà chia sẻ của anh Ngữ thì đúng là ở góc độ của người hiện nay đang trực tiếp sản xuất trà và đưa trà ra thế giới thì nó cũng có khá là nhiều những cái vấn đề đặt ra. Ở đây tôi chỉ muốn kể một cái trải nghiệm rất là nhỏ của bản thân, đó là năm 2006 khi mà ở Paris á, nó có một cái festival về trà quốc tế. Thì lúc ấy mình Nghĩa là lúc đó tôi mới sang được 3 năm thì mình cũng đến và rất là hy vọng là mình có thể tìm được trà Việt Nam. Tại vì ở xa nhà mà mùa lạnh thì mình rất là thèm trà. Mà lúc ấy là đường vận chuyển thật ra là cũng chưa có thuận lợi như bây giờ. Nhưng mà khi mà mình đến ấy thì mình rất là buồn là tại vì mình không có tìm thấy được trà Việt Nam. Thì lúc ấy là cũng hỏi bạn bè là mọi người là ở đây có quầy trà Việt Nam hay là gì hay không. Thì một cô người người Trung Quốc
Cô ấy cô mới trả lời mình một câu mà không biết là cô có cố tình hay là gì không, nhưng mà cũng làm mình khá là buồn. Cô nói là nếu mà cô tìm trà ở Việt Nam á thì tôi nghĩ ở đây không có đâu, tại vì trà Trung Quốc á là có rất là nhiều danh trà, có nghĩa là những loại trà nổi tiếng. Chúng tôi có Đại Hồng Bào, chúng tôi có Long Tĩnh, kiểu là nhắc đến Trung Quốc là nhắc đến một loạt những cái tên gọi, những cái danh trà. Còn nhắc đến Việt Nam thì chỉ có trà nói chung thôi, thì chưa có. Thì đó, thì khi mà mình nghĩa là mình đi ra khỏi sự kiện ấy mà với một cái tâm lý là khá là buồn, nhưng mà nhìn theo một cái độ của một người ở ngoài nhìn về cái sự phát triển trà của Việt Nam, thì theo tôi là trà Việt Nam là hiện giờ đang ở một cái thời điểm phát triển rất là tốt. Tại vì thời gian gần đây thì nhiều bạn bè Pháp, nhiều bạn bè quốc tế đã biết về trà Việt hơn và đã bắt đầu biết về trà sang rồi trà lục trà. Nhưng mà có một cái giống như anh Bác Dũng hồi nãy nói là về trà xanh, trà đậm đặc, thì thành ra là có một số người khi mà họ về Việt Nam họ được mời uống những cái tách trà quá là đắng chát, quá đậm, cho nên thành ra cùng với những cái cảm giác ấy thì họ cũng có cảm giác là người Việt uống trà quá đặc đó. Đó cũng là theo theo tôi cũng là một cái nghịch lý của trà Việt, có nghĩa là trà Việt đối với người Việt thì rất là, ví dụ như trà Thái Nguyên đó thì uống là phải rất là đậm, rất là đắng, rất là chát đó, nhưng mà đối với lại gu của quốc tế chẳng hạn thì có thể là họ không chịu được cái đó, thì thành ra mình sẽ đặt ra vấn đề là uống đậm đặc thì nó tốt hay không tốt, và nó chúng ta nên giới thiệu trà như thế nào nếu mà thực sự muốn gọi là trà Việt Nam trở thành danh trà ở trên thế giới. Uống trà nhiều có hại cho sức khỏe hay không, không biết mức độ phun thuốc ở Việt Nam có cao hơn Trung Quốc và Nhật hay không. Như bên cháu ở đây là người hỏi là một bạn tên là Ngọc Linh, thì thi thoảng lại thấy có những thông báo trà Nhật, trà Trung Quốc khi kiểm tra dư lượng thuốc kích thích tăng trưởng cũng cao quá mức cho phép. Một bạn khác thì hỏi là em là sinh viên thì con sẽ có những lúc thức khuya, vậy thì dùng trà có tốt hay không? Thì chắc là xin các diễn giả cho mỗi người cho một vài ý kiến của mình về ảnh hưởng của trà đối với sức khỏe . Chắc là xin mời bác Dũng đầu tiên ạ. Có thể nói là đến hiện nay thì các nhà khoa học đã nghiên cứu tương đối kỹ càng về trà, thì họ đã phát hiện ra trong trà là có khoảng 500 hoạt chất tốt cho sức khỏe ở góc độ này và góc khác, và đặc biệt là ở trà có cái hoạt tính mà chống oxy hóa, tức là kéo dài cái sự trẻ trung của con người. Đấy, rồi là các cái chất chống phóng xạ là rất tốt, cũng như là chất kháng sinh, kháng khuẩn nhiều. Vì thế cho nên là người trong chiến tranh là trước đây là ông cha ta là đều dùng nước trà để rửa vết thương. Thế rồi là dùng trà để mà uống để cho nó tỉnh táo. Cái cách tôi cho rằng là hoàn toàn tốt. Có điều rằng là tùy theo sức khỏe thì uống, đặc biệt là cũng nên chú ý là nếu là lục trà thì người uống không nên uống rồi, vì những cái loại nói chung trà đó là cái tannin anh nó cao và nó dễ làm có thể gây ra hiện tượng say trà nếu mà uống rồi, làm cho cồn cào rồi là thậm chí là có thể say trà. Cho nên là vấn đề uống trà nên tùy tùy từng có cách uống. Nếu như các bạn uống hồng trà hay uống bạch trà hay uống trà xanh thì có thể yên tâm rằng là nói chung là không có vấn đề. Tất cả những loại trà này, có thể thậm chí uống đặc cũng không có vấn đề. Uống trà có tốt hay không thì có điều một điều khẳng định hẳn hoi rằng uống trà là rất tốt. Cố gắng là các bạn uống trà thay nước được là cực kỳ tốt, thay vì uống nước không là không có dinh dưỡng gì trong trà cả. Chất như tôi đã nói đó, thêm dưới 500 hoạt chất trong trong trà. Dạ, cảm ơn, xin cảm ơn bác Dũng. Anh Tuấn Hoàng, đối với anh thì trà dân tộc, trà ở các dân tộc thì theo anh thì nó sẽ như thế nào đối với sức khỏe hả? Anh có lời khuyên hay là chia sẻ gì hay không?
Như mọi người cũng đã trình bày thì trà nó vốn dĩ là thuốc, thành ra nhưng mà khi khi mà chúng ta dùng thuốc ấy, thì nó tùy theo đơn. Ví dụ như ai mà muốn 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 xót ruột thì có một cách là, một là uống trà rất là đắt, hai là uống trà rất là đặc thì đấy đều là không ngủ được cả, nhưng nói đùa thế thôi. Còn đâu cái tỷ lệ hợp lý là người ta đã, tất cả dân làm trà đã, dân thưởng trà đã đưa ra một cái tỷ lệ hợp lý là 5 đến 8 gram trong 150 ml nước. Thế thôi, tất cả các loại trà đều nên như thế là quá. Còn đâu tùy từng người, có người gu đậm gu nhạt. Nhưng mà ví dụ như bây giờ, ngày xưa quý vị có thể là ít lựa chọn, chỉ có mỗi 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 trà 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 xanh, chứ bây giờ quý vị có rất nhiều sự lựa chọn. Ví dụ như buổi tối trước khi đi ngủ thì có thể uống hồng trà, uống ô long, uống bạch trà. Còn buổi sáng thì muốn tỉnh táo hay buổi trưa muốn tỉnh táo thì có thể uống lục trà. Nên là có rất nhiều sự lựa chọn, và nhất là cái cách pha. Nếu mà cái người Pháp người ta có một câu là cái gì thái quá thì cũng có hại, nếu mà quý vị mà uống trà đặc quá thì tất nhiên là nó không tốt rồi, vừa tốn trà vừa không tốt cho sức khỏe. Đâu còn cái việc là trà thì đương nhiên là 5.000 năm nay thì người ta đã coi trà là thuốc quý rồi, chứ không mà hiện hữu bây giờ tất cả các vùng, những cái người ở khắp Việt Nam thì người ta đều dùng trà, ăn trà, uống trà, tắm trà thì không có cớ gì nó không tốt cả. Và tôi đã từng gặp những người ở vùng trà là người ta hơn 100 tuổi, thì chắc chắn là trà kéo dài tuổi thọ rất là tốt, rất là minh mẫn. Thì còn đâu quý vị dùng trà thế nào thì cũng như là mình nấu ăn thôi, thì do trải nghiệm của mỗi người. Nhưng mà nói chung cái gì, cái tri thức bản địa nó phải kết hợp với tri thức khoa học thì nó sẽ thành rất là thành 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 cái hiệu quả nó tốt hơn. Dạ, cảm ơn anh Tuấn Hoàng. Thật ra nếu là nói về khoa học thì trong cái quyển Hương trà của tác giả Đỗ Ngọc Huệ thì có viết là trong trung bình mỗi một cái ký trà đã xử lý có khoảng 3% lượng caffeine. Thì thành ra là nếu một ký trà có thể làm được khoảng 400 tách trà lớn mà theo cái kích cỡ của phương Tây á, đó thì mỗi một cái tách trà như vậy có khoảng 7 cm caffeine, trong khi là cục 80 tách cà phê. Thì như vậy là mỗi một tách cà phê là gấp có cái lượng caffeine gấp 3 lần với một tách trà. Thì thành ra nó sẽ uống trà rõ ràng là nó sẽ làm cho mình thư giãn mà không bị quá là dồn dập như là cà phê. Và người ta cũng nói là khoảng, nghĩa là theo khoa học ở phương Tây thì nếu mà một ngày chúng ta uống đến khoảng 6 tách trà lớn, một tách trà lớn ở ở ở bên phương Tây thì chắc là bằng cả bằng gần bằng một ấm trà ở Việt Nam rồi, khoảng khoảng từ 150 ml. Thì thành ra là nếu mà một ngày uống được đến khoảng 6 tách trà lớn như vậy thì vẫn còn dưới cái ngưỡng cái ngưỡng cho phép đối với lượng caffeine ở trong người. Thì đây cũng là một cái nguồn để chúng ta tham khảo thông tin thôi, nếu mà có các bạn nào mà muốn thêm cái gọi là những cái thông tin về khoa học về cái vấn đề dư lượng và sức khỏe ở trong trà thì có thể là mời anh Ngữ để chia sẻ về cái vấn đề, tại vì anh làm trà hữu cơ, dạ chắc chắn anh sẽ nắm vững cái dư lượng của thuốc trong trong Ra trà. thì cái tài liệu trên thế giới thì người ta nói nhiều lắm về trà rồi. Tức là trà thì có mấy cái chất, mà cái này trong tài liệu thì thường người ta viết về polyphenol, về axit amin, đúng không? Và đặc biệt mấy cái chất như kiểu ECCG đó, chất chống oxy hóa, vài 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 cái chất nữa. Thế thì những cái chất ở trong trà là cái chất tốt cho sức khỏe, theo theo cái khái niệm là vừa phòng vừa chống, rất là nhiều đó. Cái này thì chắc là các bạn mà đọc tài liệu sẽ nhìn thấy ngay, và không có lý do gì mà cái trà mà là đã được người ta dùng làm thuốc vài nghìn năm rồi. Và cái trà thì nó đặc biệt chỗ này là có thể uống liên tục, người mà thậm chí không có bệnh là uống vẫn tốt, cũng uống để phòng phòng bệnh rất tốt, và cả nữ cả nam, thậm chí cả trẻ em cũng thể uống được. Đó. Thế thì cái này thì nói thêm một chút ạ, tức là cái này thì lúc nãy bác Dũng đã nhắc rồi, nhưng mà cái này thì cũng xin lưu ý các quý vị một chút, bởi vì là người Việt Nam thì hay có thói quen là ngâm trà. Đó.
Bởi vì là sao? Vì muốn là tạo ra một cái nước uống là đậm đặc, và đúng là nói như bác Dũng, tức là để mà chống lại cái Lam Sơn chướng khí, đúng không? Và để mà thức, dễ thức. Đó. Thế thì ở trên thế giới thì khi người ta pha, người ta lấy hương, lấy ngọt, lấy vị và chất ra, lấy cái phần phần gọi là tinh túy của trà đó, thì người ta không ngâm. Người ta có một cái việc mà người Việt Nam cũng nên làm là nên bắt đầu có một cái chén tống ở trên bàn trà, và khi mà pha trà thì tùy mọi người, nhưng mà thường như là chúng tôi bây giờ chúng tôi chỉ pha 10-15 giây, 20 giây thế thôi, và khi đổ ra là đổ hết vào cái chén tống. Đã, giống bác Dũng là đang làm chuyện này đây đó, và không để nước để ngâm lại trong bình trà, thì cái phần đắng chát của trà nó sẽ không ra tiếp đó. Và cái phần đắng chát của trà hay là lượng caffeine nhiều ấy, nó cũng là một cái phần cái tác động không tốt của trà, thì cái đó là mình sẽ hãm được. Và mọi người là hoàn toàn có thể chống được cái chuyện mất ngủ khi uống trà nếu mà làm chuyện đó. Đấy. Thì để nói là cái phần những cái chất mà có ích của trà nhiều lắm. Đó. Và chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái cách pha trà để chúng ta chiết ra cái phần tốt, và chúng ta tránh cái việc mất ngủ, đúng không? Cũng như cái đắng chát đã ảnh hưởng đến gan và thận. Đó. Thế thì đúng là cái này cũng là một cái việc chúng ta cần nhắc nhau, để mà trên cái bàn trà này Việt có cái chén tống, tránh cái cách pha ngâm, đúng không? Để cho cái trà nó trở nên mọi người hiểu là quý ở chỗ nào. Đó. Thế còn nếu mà quay trở về cái câu hỏi về dư lụa. À, và tranh thủ ở đây cũng nói cho mọi người biết thông tin một chút ạ. Tức là có diễn giả thì biết rồi, thế nhưng mà gần đây ấy, tức là Merit Fair cũng có tổ chức nghiên cứu về trà Việt. Có những cái dự án mà họ đã tổ chức 1-2 năm rồi đó, về nghiên cứu trà Việt, về phân tích trà Việt, cộng với lại một cái số nghiên cứu khác ấy, thì cho thấy là cái trà rừng Việt Nam ấy, là có cái lượng polyphenol khá cao. Đó. Ở đâu đó khi so với lại trà Nhật chẳng hạn, thì tất nhiên là trên con số là khoảng gấp rưỡi. Đó. Thế nhưng mà có thể nói rằng là cái tinh chất của trà Việt khá tốt, đặc biệt là của trà rừng. Đó. Thế đấy là thông tin. Thế còn quay trở về cái chuyện là dư lượng, thì cũng xin báo cáo thế này ạ. Tức là thực ra ấy, thì có rất nhiều cái chất mà về nguyên tắc ảnh hưởng đến sức khỏe. Và từ bắt đầu từ rất nhiều loại thuốc, từ có thể bắt đầu từ phân bón vô cơ, có thể là từ thuốc trừ sâu, nhưng mà bây giờ có khá nhiều vấn đề là từ thuốc trừ cỏ đó, tức là những cái thuốc cực độc đó. Thế thì cái câu hỏi của các bạn vừa rồi nó nói về một cái chất kích thích ấy, nó là một phần vấn đề thôi. Vấn đề của cái dư lượng trên cái sản vật nông nghiệp Việt Nam ấy hiện nay ấy, là nó đến từ quá nhiều nguồn và với cái nồng độ khá lớn, và thậm chí nó đến từ những cái thuốc là hoàn toàn đã bị cấm ở bên châu Âu và Mỹ. Đó. Tức là nếu mà đi về một loại thuốc riêng biệt thì có thể thậm chí là đâu đó có những loại thuốc mà được khuyên ở bên kia là không được vượt ngưỡng thôi. Nhưng còn vấn đề của Việt Nam là mình vẫn xuất hiện những loại thuốc là hoàn toàn bị cấm, không cho vào được dùng ở trong sản xuất thực phẩm. Đấy. Thì cái này thì vấn đề của nó là vấn đề vĩ mô. Vấn đề là chúng ta có kiểm soát được không? Và cái này chắc chắn là toàn xã hội phải vào cuộc. Đó, chứ không phải người làm trà. Đấy, còn bản chất là người làm trà hiện nay thì chúng tôi đánh giá rằng là đã có ý thức rất là tốt về chuyện là tìm cách giảm dần cái việc sử dụng thuốc. Đó. Thế nhưng mà đây cũng là câu chuyện rất là dài ạ. Hiện nay đây tôi nói một ví dụ thôi, tức là hiện nay là ở Việt Nam chỉ có đâu đó khoảng 2.000 hecta là được chứng nhận trà hữu cơ. Trên 180.000, tức là có 1% thôi. Đấy. Còn ở Trung Quốc, con số ở Trung Quốc mà chúng ta vẫn nói rằng Trung Quốc là thực phẩm có vấn đề, thì con số Trung Quốc đâu đó là họ trên 10% đến 15% là họ đã được chứng nhận hữu cơ, có truy xuất rồi. Đó, đấy là một con số để mình hình dung ra rằng là vậy thì là chúng ta cũng phải đi rất nhanh đấy, để mà không chỉ là chúng ta xây dựng được cái chuyện văn hóa trà, mà đây là câu chuyện là làm sao để người Việt Nam cũng sẽ được uống trà sạch, trà sạch thật.
Cảm ơn anh Ngữ. Nói về việc dư luận thì có một bài báo cách đây khoảng 7 năm thì có nói về việc hàng chục cái container trà của Việt Nam xuất khẩu mà sau đó bị trả lại, tại vì là có cái dư lượng hai cái hoạt chất mà theo châu Âu và Đài Loan thì họ cấm, nhưng mà ở Việt Nam thì vẫn được phép sử dụng, trong danh sách được phép sử dụng. Thì cái đó có phải là nghĩa là nó có tạo ra cái điều gì mà quá là khó khăn hoặc là nghịch lý trong cái việc thay đổi thói quen của cái người sản xuất không ạ? Theo anh Ngữ thì sao ạ? Tại vì rõ ràng ở Việt Nam họ vẫn được sử dụng thì không có vấn đề gì hết. Thế này thì cái nghịch lý thì có, anh chị diễn giả đây và các quý vị đều biết là ở Việt Nam thì đã có một thời gian tương đối dài chúng ta thực ra chúng ta lạm dụng cái thuốc bảo vệ thực vật, đúng không? Ví dụ như một cái đánh giá thông thường là cho biết rằng là cái lượng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật là vượt gấp 2 đến 3 lần cần thiết đó. Và đặc biệt có những loại thuốc mà vì cái tồn dư của nó để lại quá lâu trong đất, nó dẫn đến chuyện là nếu mà cho cái thuốc ấy vào thì sau đó là 10 15 năm sau là cái dư lượng vẫn có xuất hiện ở trong 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 thực vật. Đó. Thế thì hiện nay thì cũng báo cáo là ở tầm của các bác ở chính phủ là cũng đã nhìn cái vấn đề và Bộ Nông nghiệp cũng đã bắt đầu siết dần. Và những cái thuốc như mà Hằng vừa nói thì những cái thuốc đã bị cấm thì bây giờ có thể nói cũng đã bị cấm ở Việt Nam đó. Thế nhưng mà ở đâu đó thì hiện nay chúng ta vẫn còn những cái lượng thuốc đã nhập và được dùng, có thể nói là dùng không không chính thức, dùng lén thì vẫn còn đấy, chứ không phải là dập hết hẳn đâu. Thế còn người dân Việt Nam thì bây giờ cũng bắt đầu nhận ra vấn đề và bắt đầu tìm hiểu xem là những cái loại thuốc ấy là nó còn không được, có được sử dụng không đó, chứ không phải như trước đây là mọi người cứ biết là thuốc thuốc trừ sâu là phun đó. Bây giờ thì người ta bắt đầu đọc, người ta bắt đầu tìm hiểu công dụng. Thế nhưng mà anh chị biết là ở Việt Nam thì tất nhiên cái chuyện này sẽ mất một thời gian đó. Không không đánh giá được thế nào, nhưng mà tóm lại là xã hội thì nhận thức được rồi, tầm cỡ quản lý vĩ mô là nhận thức được rồi, nhưng mà để nó triển khai xuống đến những cái vùng mà như anh chị biết nó rất là xa xôi, đúng không? Đấy, thậm chí người dân có thể là đâu đó nó còn không không đọc được, thì đấy đấy sẽ là vấn đề. Dạ Giờ vâng. tóm lại là chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Dạ. Sự có một sự kiện là năm 2019 thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng cho Thủ tướng Malaysia một gói trà Sang Tuyết cổ thụ. Thì gói này có cái nguồn gốc từ huyện Hanang, tỉnh Tuyên Quang. Thì có thể như bác Dũng và anh Tuấn Hoàng hồi nãy nói là mình cũng có thể làm sao khuyến khích là văn hóa trà trở lại, mọi người được biết nhiều hơn, và đây cũng là một cái tin vui, tại vì là ở ở cấp cao và trà đã là đại diện, đã trở thành một món quà đại diện cho đặc sản Việt Nam. Thì ở đây có một câu hỏi liên quan đến việc ấy là như vậy thì theo các diễn giả, những giống trà hay danh trà nào của Việt Nam hiện cần được bảo tồn, khôi phục và phát triển để tạo ra danh trà? Đây cũng là trở lại cái hình hình ảnh và thương hiệu của trà Việt Nam trên thế giới, và thật sự tôi rất mong là ở tất cả những cái hội hội chợ trà hoặc là những cái sự kiện lễ hội trà thế giới thì trà Việt Nam sẽ xuất hiện, lúc nào cũng xuất hiện, và cứ nhắc đến Việt Nam là người ta sẽ biết đến một vài những cái tên giống trà như là giống trà Sang hay giống trà Trung Du hoặc là một cái danh trà nào đó của một nhà hoặc là của một vùng nào đấy. Thì bây giờ câu hỏi là những giống trà, danh trà nào của Việt Nam cần được bảo tồn, khôi phục và phát triển hơn nữa à? Vâng, trước khi bác Dũng, xin bác Dũng thêm cái thông tin về chuyện này á, thì tôi có cái thông tin gọi là trong ngành trà lúc ấy á, lúc ấy là bác Phúc bác ấy tặng, mọi người nhớ lúc ấy là ông Mahathir Mohamad là ông ấy quay lại trở thành thủ tướng, đúng không? Đấy, đáng nhẽ là ông ấy hơn 90 rồi. Thế thì trong ngành trà lúc ấy bảo là hóa ra bác Phúc mình rất là khôn. Bác ấy tìm một cái loại thuốc để giúp cái ông Mahathir ông ấy làm thủ tướng tốt hơn đấy, và trong bao nhiêu loại thuốc thì ông ấy chọn cái trà để với ông Mahathir để uống, thì cũng cũng là một cái động tác rất là hay, và nhưng mà có vẻ là truyền thông lúc ấy không để ý chuyện đó đó. Thế thì
và thêm một chút thông tin, cái câu hỏi của Hằng thì là tất nhiên ấy, là phải nói là cái trà san Việt Nam là cực kỳ độc đáo, trà san rừng đấy, và có những vùng trà san thì quả thật là khi làm trà ra thì nó hương rất là thơm, thơm hương hoa, và cũng không khác gì những cái loại loại giống đã được lai tạo rất tốt của bên Trung Quốc hoặc là Đài Loan đó. Thế nhưng hiện nay thì với cái lịch sử thì đâu đó là viện trà Việt Nam cũng lai tạo được đâu vài chục loại giống ạ. Đấy. Nhưng có lẽ vấn đề nó nằm ở chỗ này này. Vấn đề của nó nằm ở chỗ rằng là các giống ấy có được phổ biến không? Đó. Ở Việt Nam thì trong ngành nông nghiệp cũng có một câu chuyện, tức là thường là không để ý đến chuyện là triển khai cái giống mới ra ra thực tế. Đấy. Có rất nhiều giống mà ra cái chè ngon, tương đối ngon, nhưng mà nó nằm nằm trong vòng thí nghiệm, nó nằm ở cái vườn vườn thí nghiệm của viện đó, chứ nó không được triển khai ra ngoài đó. Cho nên là thực ra câu chuyện ở đây nó một phần nó là cái chuyện giống về tương lai, nhưng mà phần lớn vấn đề sẽ là liệu cái người nông dân rồi các nhà sản xuất Việt Nam có chủ động tiếp cận mà đưa những cái loại giống mới và liên tục tìm cách đưa cái giống mới vào thực tế không, thì có lẽ đấy đấy là vấn đề rất là lớn. Đấy đấy là thông tin về 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 phần tôi.